Vâng, quý cô bác tuổi quý Mão kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch năm quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyển mình giàu có, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác, quý cô bác có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ nên họ đã phát tài và trở nên giàu có trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Và quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được các nhà tử vi học nhà chiêm tinh học dự báo bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây có vận trình được các tinh trợ mệnh thần tài chiếu cố gặp nhiều may mắn nhận lộc trời ban có được cơ hội trúng số trúng thưởng bất ngờ đổi đời đại gia khiến cho bao nhiêu người phải ganh tị nữa và vận trình của quý cô bác diễn ra như thế nào mời quý cô bác cùng theo dõi nhé Từ vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 là tuổi con mèo thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng trang sức. Thời điểm hoàng đạo để bản mệnh tuổi Quý Mão xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi, mọi sự như ý, đại cát đại lợi. Theo tử vi tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023 tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Bước sang tháng mới, được nguyệt lệnh Lâm Trường sinh ủng hộ nên vận trình được như ý, trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình có. Trong tháng có tài tinh chiếu mệnh nên vận tài chính cũng được nhiều khởi sắc, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Về tình cảm có thể gặp chút trở ngại, nhưng cả hai luôn hướng về nhau nên mọi chuyện đều được giải quyết. Về sức khỏe, trong tháng có ngũ hành mộc vượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe đặc biệt là chức năng gan, thận bạn cần cân bằng chế độ dưỡng chất trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe tốt nhất. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 được dự báo là vận trình sự nghiệp của con giáp này phát triển rất thuận lợi, nhờ có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, đường quan lộ, mưu cầu công danh, trong tháng của người tuổi Quý Mão gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Vận khí đang trên đà khởi vượng, bản mệnh dễ có quý nhân nâng đỡ, quá trình làm việc được suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể, đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp của mình trở thành hiện thực bạn làm việc không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch cũng như dành được chút thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn nhờ đó trạng thái tinh thần của tuổi này cũng có nhiều khởi sắc tích cực bạn cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có tuy nhiên khi đã đạt được thành tích tốt bạn cũng nên học cách khiêm tốn chủ động tiếp nhận các công việc khó khăn hơn nữa không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân càng có tham vọng bạn càng chinh phục được những đỉnh cao hơn nhìn chung tháng này là thời điểm mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và bạn sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thang quan trọng khi đó đừng quên đặt ra cho mình những đích đến xa hơn hay đặt mục tiêu dài hạn nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng bạn cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay trong tháng này để tiến hành những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình bạn cũng nên nhớ là vận khí biến thiên không ngừng, may rủi ra sao chưa thể lường trước, mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút chót nếu bạn chủ quan, nhất là khi trong tháng có Thái Tuế Hung tinh ẩn tàng. Bạn vẫn nên chú ý tới tính chắc chắn và an toàn khi tiến hành việc quan trọng sẽ tốt hơn. Về mặt tài vận, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, không chỉ công việc được thuận lợi cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, mà đây cũng là tháng được dự báo có nhiều niềm vui về tài chính sẽ đến với con giáp này. Vận khí hanh thông, trong tháng được cả nguyệt lệnh trường sinh, và tài tinh chiếu mệnh, thúc đẩy tài lộc dồi dào, không sớm thì muộn công việc, kế hoạch mà bạn đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái trái thơm, quả ngọt. Vậy nên, nếu hiện tại bạn đang gặp khó khăn cũng đừng vội nản lòng, mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời, người kiên trì theo đuổi tới cùng, sẽ là người nhận được điều xứng đáng. Trong tháng nhờ có thực thần đứng bóng, nên bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn cũng cần phải nhanh chóng nắm bắt để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả thu nhập chính và thu nhập phụ trong tháng này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân, mà từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Đối với người làm công ăn lương, có thêm nguồn thu nhập phụ bằng khả năng ngoại giao khéo léo của mình, bạn đang nắm trong tay nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh bạn dạn tư vấn, và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn, tiền hoa hồng được hưởng cũng tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước đây. Ngoài ra trong tháng này nhiều người còn nhận được vận may từ trên trời rơi xuống, các tinh trợ mệnh, thần tài báo mộng rất có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền bất ngờ nào đó, như trúng số, trúng thưởng trong các trò chơi may rủi, hay được thừa kế gia sản từ những người đi trước để lại. Và khi đã có được tiền bạc trong tay, có sự dư giả rồi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý, để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Bạn hãy chia làm nhiều khoản, ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì bạn dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất cải tiến kỹ thuật cũng rất tốt trong thời điểm này nhé. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi, nguồn thu nhập cũng tăng, giúp cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 phấn chấn hơn vận trình tình cảm của bạn trong tháng này lại có chút đăm chiêu, các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ chịu nhiều tác động hơn cả, đôi bên nên có sự bình tĩnh, rõ ràng khi đối thoại với nhau và lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ gìn được tình cảm. Các cặp vợ chồng, được nguyệt lệnh lâm hỗ trợ, tần suất mâu thuẫn, cải vã, giảm đi trông thấy, có lẽ gánh nặng lo cơm, áo, gạo, tiền, cho nên, đôi khi khiến đôi bên xa cách, lạnh nhạt, nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau, cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết, thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái như ý nguyện, tin mừng có thể đến từ ngay đầu tháng, bạn cần hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, vận đào hoa của người độc thân tốt có cơ hội gặp gỡ, người này, người kia. Tuy nhiên, bạn không nên để những lời đường mật làm mờ mắt mình, thái độ dứt khoát tránh những mối quan hệ mập mờ, điều này sẽ giúp cho bạn hạn chế được rắc rối về tình cảm không đáng có. Về mặt sức khỏe nhìn chung thể trạng của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 vào tháng 2 âm lịch này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn, hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Tuy nhiên, tháng có ngũ hành mộc vượng, điều này sẽ gây ra nhiều áp lực về chức năng gan, thận, bạn cần cân bằng chế độ dưỡng chất trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn, để có sức khỏe tốt nhất. Ở độ tuổi 60, sức khỏe xa suốt là điều khó tránh khỏi, một số triệu chứng xuất hiện, như mất ngủ, đau đầu theo cơn, đau dạ dày, ăn uống kém ngon. Vấn đề này chủ yếu đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao, thì sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn. Và phần luận giải cuối cùng trong video ngày hôm nay là ba việc ngoài ý muốn khiến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực, cô bác tuổi quý mão cần biết sớm, để sống an yên, khỏe mạnh, và hưng vượng qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan, những gánh vác, những lý tưởng hoài bão của thời tuổi trẻ ở phía sau. Thế nhưng nhân sinh vô thường, trong cuộc sống khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn, khiến con người cảm thấy bế tắc, bất lực và đau khổ. Dưới đây là ba việc sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh nhất nếu không may gặp phải ở tuổi xế chiều. Thứ nhất đó là bệnh tật trong cuộc đời mỗi con người, không có thứ gì quan trọng hơn việc sống khỏe, sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người, cho dù có bao nhiêu tiền của. Nhưng nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì thế sức khỏe của bản thân cần chăm sóc thật tốt. Không chăm sóc sức khỏe bản thân, qua tuổi 60 con người chúng ta có nguy cơ phải đối diện với sự đau đớn của bệnh tật không chỉ bản thân chịu khổ mà người nhà cũng bị liên đới, mệt mỏi theo. Tình trạng đó nếu kéo dài quá lâu sẽ khiến những người khác chán ngán, bỏ mặc, ngay cả con cái cũng tìm cách né tránh, đến lúc đó chúng ta có than thở oán trách cũng chẳng ích gì. Bởi thế, chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân chính là cách giúp chúng ta làm mình vui và cũng là giúp người thân làm cho họ vui. Thứ hai là không còn bạn đời bên cạnh. Con người ta về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bầu bạn, việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, bình dị thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Không may mất đi bạn đời ở tuổi này, con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn, không còn người bầu bạn, không có người tham gia, không có người để lo lắng, quan tâm, cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào. Khi con người qua tuổi 60, đã có con đàn cháu đống, nhưng vẫn không không thể nào có thể thay thế được vai trò của một người bạn đời, người ấy có thể lúc nắng, lúc mưa, nhưng lại là người hiểu mình nhất, quan tâm và gần gũi mình nhất trong cuộc đời này, chính bởi thế khi còn sống cạnh nhau, nhất định phải quý mến trân trọng nhau, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Thứ ba là con cái bất hiếu vì con cái người làm cha mẹ đã mất hơn nửa đời người phải sống trong hy sinh vất vả bước vào tuổi lão niên về mặt tình cảm người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái quan tâm đến mình dành cho mình sự quan tâm hỏi han ân cần tử tế nhưng trên thực tế không phải bất cứ người làm con nào cũng cư xử hữu lễ đúng mực với cha mẹ của mình con người khi bước qua tuổi 60, có lẽ bi kịch lớn nhất khiến họ cảm thấy bị tổn thương chính là việc con cái bất hiếu, đặc biệt là những người con không biết yêu thương và không biết chủ, ngay cả khi cha mẹ đã già, họ vẫn không ngừng việc đào khoét ăn bám, thậm chí bắt xong thân phải gánh nợ cho mình. Con người chúng ta khi đã bước qua tuổi 60, sắp đến bên kia của cuộc đời, có lẽ cũng nên buông tay để con cái tự lo cho cuộc đời của chúng. Đặc biệt là những đứa con bất hiếu, những đứa con không biết vươn lên, tốt nhất không nên dễ dãi để lại tất cả mọi thứ mình có cho chúng, để rồi bản thân phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ. Khi không có con cái để làm điểm tựa, những ông lão, bà lão ngoài 60 chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi, vì thế ngay từ bây giờ quý cô bác hãy lên kế hoạch cho phần đời còn lại, thời gian còn lại không quá nhiều, hãy sống thật tốt những năm tháng tuổi già để khi đến cuối con đường, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì. Vâng, quý vị thân mến, Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Quý Mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo